quá trình chế tác tranh gỗ hoa sen bằng phương pháp đục chìm. Kỹ thuật đục chìm đã được chúng tôi giới thiệu ở một cái clip trước. Kỹ thuật này thì được chúng tôi áp dụng cho nhiều các cái chủ đề tranh khác nhau. Và bức tranh hoa sen này cũng được chúng tôi chọn làm cái kỹ thuật đục chìm trên cái nền gỗ hương đá, rất là nhiều vân chun xoắn và rất là đẹp mắt. Và chị khách ở Hà Nội cũng rất là kỹ tính khi mà mong muốn tác phẩm phải vừa có nét đẹp của thủ công, lại phải vừa có những cái nét đẹp của gỗ tự nhiên. Và từ khâu chọn gỗ, vẽ mẫu đều rất là cẩn trọng, từng cái nhát đục cũng phải tỉ mỉ để không bị sứt các cái mép của các cái cạnh của tranh. Và tuy là đục chìm nhưng mà việc tạo lên những cái độ cong, độ uyển chuyển của các cái lá, các cái hoa và các cái chi tiết cũng đều rất phải cẩn thận và để đảm bảo được. Và tác phẩm đã hoàn thiện theo đúng ý của chị khách hàng và đang chờ ở cái khâu PU thôi, để chị sẽ có một cái tác phẩm rất là đẹp để bày ở trong cái phòng khách của nhà mình. Các bạn xem xong cái kỹ thuật đục chìm trên cái bông hoa sen này có cảm nhận như thế nào thì chia sẻ với chúng tôi nhé.